À, xin chào các bạn. Lâu rồi mình cũng chưa có làm clip nào mới. Hôm nay nhân tiện cái bàn ủi mình nó bị hư nên mình ra ngoài mua một cái bàn ủi mới. Mình thấy giá nó khá là ok đó. Nên hôm nay mình sẽ làm clip này. Cái này mình mua ở ngoài Điện Máy Chợ Lớn nha, ngoài đường Cách Mạng Tháng 8 ở quận 3, đối diện với công viên Lê Thị Riêng á. Đây mình mở nó ra là coi. Cái bàn ủi này là hiệu Panasonic, đọc nó hao hao như là Panasonic đấy. Mã của nó sẽ là 1009. Đây là kiểu bàn ủi hơi nước. Và đây là thông số của nó. 2200W. Dưới nó ghi cái gì lằng nhằng quá thôi bỏ qua đi. Made in Indonesia, không phải là hàng tàu nhé, hàng Indo, không phải hàng tàu. Giờ mình mở nó ra luôn. Đây có gì ta? Đó, rồi, à cái hóa đơn hồi nãy mình trả tiền. Cái này là hóa đơn của Điện Máy Chợ Lớn 199.000 thôi. Mà được một cái bàn ủi hơi nước 2200W thì đã quá ok rồi. Sách hướng dẫn sử dụng. À thôi, đọc mệt lắm. Phí bảo hành của Bình Minh, nhà phân phối của mấy nhãn hiệu này. À, này có hướng dẫn bằng tiếng Việt mà chắc không có xài tới đâu, nó cũng đâu có nhiều chức năng gì. Đến nữa là một cái lon, lon này để đông nước xong rồi đổ nó vào trong cái bàn ủi hơi nước, hầu như bàn ủi hơi nước nào cũng có cái này hết á. Giờ là nhân vật chính, bàn ủi hàng mới nguyên siêu, nguyên siêu. Đây là dây dây bọc dù. Dây này chống nhiệt và chống bị xoắn lại. Chắc chắn lắm đó chứ. Đây, ẻm, đây là ẻm. Bàn ủi. Cái này hơi nó tỏa ra để cho bàn ủi nó, để cho áo quần nó ướt á. Mình ủi nó dễ hơn so với cái khô. Còn đây là cái chỗ mà mình đổ nước vô trong này. Mình sẽ lấy cái lon này mình đổ nó vào, mà mình chỉ đổ được 130 ml thôi nha. Còn đây là cái núm vặn điều khiển của nó, khá là mượt nhưng mà tiếc cái là nó tiếng Anh hoàn toàn, nó không có tiếng Việt. Cũng phải thôi, hàng nhập khẩu thì Indo mà. Đây là chế độ tia, phóng tia nước từ đây lỗ này, chế độ phun phun sương, phun nước hơi ra là đây, ra phun ra nó ướt và mình đẩy, đẩy nó đi. Cái đế này để chống dính nhưng không biết nó chống dính được trong bao lâu. Rồi tất cả chỉ có thế 199.000. Rồi xin cảm ơn các bạn.